Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Mình xin thông báo là ngày 13 tháng 6 thì lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Tại Cà Mau thì mình dự đoán con số là 17 và thật may mắn khi trúng được một lô theo các bạn thường hay gọi là nổ được một lô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video trên kênh Chí Thanh Vlog của mình, mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh. Ngày hôm nay ngày 14 tháng 6 thì mình dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau là: tại Bến Tre thì mình dự đoán con số 22 và 42, trong khi đó ba con số thì mình dự đoán con số là 364. Vũng Tàu thì mình dự đoán con số 10 và con số 70. Ba con số thì mình dự đoán con số là 077. Đài Bạc Liêu thì mình dự đoán con số 67 và 57. Trong khi đó lô ba con thì mình dự đoán con số là 4. Các bạn hãy lưu ý những con số mà mình phân chọn để làm dấu nha. Con số đó là do kênh của mình nghiên cứu có khả năng tỷ lệ ra cao nhất trong ngày. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh trên kênh Chí Thanh Vlog của mình. Còn nhiều video rất hay nói về thế giới động vật và những video dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc rất chuẩn, mong các bạn theo dõi xem những video này.